Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục gặp khó khăn khi bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế. VOA tiếng Việt ngày 8 tháng 11 loan tin Bamboo Airways bị phong tỏa tài khoản vì nợ thuế hàng triệu đô la. VOA dẫn truyền thông nhà nước cho hay Bamboo Airways bị cơ quan thuế cấp tỉnh ở Việt Nam ra quyết định phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nợ hơn 100 tỷ đồng tiền thuế quá thời hạn quy định. Việc phong tỏa diễn ra không lâu sau khi Bamboo Airways thông báo ngừng các đường bay quốc tế giữa lúc tái cơ cấu và chủ tịch hãng Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố sau 1 năm rưỡi bị bắt giam. VOA dẫn tin từ Cục Thuế tỉnh Bình Định ngày 8 tháng 11 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với hãng Bamboo Airways có trụ sở chính ở thành phố Quy Nhơn. Lý do cưỡng chế được Cục Thuế Bình Định đưa ra là do công ty cổ phần hàng không Tre Việt nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định và số tiền bị cưỡng chế là 102,5 tỷ đồng, hơn 4,2 triệu đô la. Và đây là hình bản tin trên VOA. Theo VOA, Cục trưởng Nguyễn Đẩu được Tuổi Trẻ trích lời cho biết các tài khoản của Bamboo Airways bị phong tỏa tại 3 ngân hàng lớn ở Việt Nam, gồm Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Thương mại Cổ phần Quân đội và Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Các ngân hàng này được yêu cầu trích tiền từ tài khoản bị phong tỏa của Bamboo Airways để nộp vào tài khoản của Cục Thuế tỉnh mở tại kho bạc nhà nước tỉnh Bình Định. Người đứng đầu Cục Thuế Bình Định nói rằng, Cục sẽ đề nghị các ngân hàng gỡ bỏ phong tỏa tài khoản của Bamboo Airways khi hãng trả xong nợ thuế. Vẫn theo VOA, Bamboo Airways được một hãng tin quốc tế trích lời nói rằng hãng có kế hoạch đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với tỉnh Bình Định trong tháng 11 này. Và sự chậm trễ trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế gần đây là do hãng đang tập trung vào việc ưu tiên khách hàng của mình. VOA cho biết thêm, hãng hàng không tư nhân của Việt Nam đang phải chật vật với hoạt động kinh doanh của mình kể từ khi ông Quyết, người sáng lập ra hãng vào năm 2017, bị bắt giam. Bộ Công an ngày 28 tháng 10 đề nghị truy tố người từng là tỷ phú này với 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, bị bắt ngày 29 tháng 3 năm 2022 với tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Và đây là hình một máy bay của Bamboo Airways trên đường băng của sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trước đó, Bamboo Airways thông báo ngày 26 tháng 10 rằng hãng tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế trong lúc tiến hành tái cơ cấu. Việc điều chỉnh theo Bamboo Airways là để đáp ứng tối ưu nhu cầu của hành khách và điều kiện thị trường. Việc điều chỉnh này được áp dụng từ ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 3 năm 2024 nhằm tập trung nguồn lực để đảm bảo khai thác ổn định các đường bay còn lại từ tháng 11 năm 2023, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm, cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2024. VOA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế đưa tin rằng hồi tháng 9 năm 2023, 30 phi công nước ngoài chiếm 10% tổng số phi công của hãng đã thôi việc trong lúc hãng nợ tiền lương của họ. Trước đó vào tháng 6, hãng báo lỗi 17.600 tỷ đồng trong năm 2022. Một loạt các giám đốc điều hành được thay thế trong vòng 1 năm nay. VOA dẫn phát biểu của ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải khi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách chương trình tái cơ cấu của Bamboo Airways vào ngày 1 tháng 11 nói rằng khó khăn luôn là một phần trong quá trình phát triển của doanh nghiệp và rằng thách thức là một động lực để khuyến khích doanh nghiệp không ngừng vận động hướng tới một thể trạng khỏe mạnh, dẻo dai hơn, bền vững hơn. Trong tuyên bố do hãng đưa ra, ông Hải, người được đào tạo về quản trị kinh doanh ở Mỹ và có 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, nói ông tin rằng hãng sẽ tái cấu trúc thành công. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục gặp khó khăn khi bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Công cuộc đốt lò chuyển hướng mục tiêu. Ngày 7 tháng 11, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận chuyện gì đằng sau vụ án tham nhũng mới nhất ở Hà Nội của giáo sư Zachary Abuza, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và là trợ giảng tại Đại học Georgetown. Tác giả đề cập đến nữ doanh nhân hiện đang trốn chạy là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cho rằng đây không được xem là vụ án gian lận và hối lộ bình thường vì người phụ nữ này được cho là có quan hệ với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Các cuộc đấu đá chính trị nội bộ của giới tinh hoa rõ ràng đang diễn ra khi cuộc chạy đua quyền lực trước kỳ đại hội đảng lần thứ 14 đang có chiều hướng tăng tốc. Tác giả cho hay, bà Nhàn được đồn là người tình cũ của ông Chính, nhưng ngay cả khi đó là một tin đồn không có cơ sở, thì bà Nhàn rõ ràng đã được hưởng lợi từ mối quan hệ thân thiết với ông Thủ tướng và các nhà lãnh đạo khác. Và đây là hình bài bình luận trên RFA. Bà có đặc điểm là chịu khó nuôi dưỡng quan hệ với các lãnh đạo tỉnh, nơi bà kiếm được các hợp đồng làm ăn. Ngoài việc kinh doanh vật tư y tế, bà Nhàn còn được cho là đã trở thành người môi giới cho việc mua sắm vũ khí từ Israel của Việt Nam. Với bà Nhàn là trung gian môi giới, Israel đã đàm phán bán thêm khoảng 2 tỷ đô la vũ khí cho Việt Nam, trong đó có cả tên lửa đất đối không và các hệ thống vũ khí khác. Tác giả nhận xét, bà Nhàn chưa bao giờ bị buộc tội vì bất kỳ hoạt động gì liên quan đến việc mua sắm vũ khí. Điều này có lẽ phản ánh nỗi lo sợ sẽ làm hé lộ thông tin về các hoạt động mua sắm của quân đội, vốn là một vấn đề nhạy cảm. Từ trước đến nay, phía Viện Kiểm sát chỉ tập trung vào các giao dịch trong lĩnh vực y tế của bà, rất giống cách các điều tra viên có thể đang tập trung vào các hoạt động kinh doanh khác của nữ tài phiệt Nguyễn Thị Phương Thảo, hơn là vào tập đoàn Sovico của bà, một doanh nghiệp vốn có lịch sử môi giới nhập khẩu vũ khí từ Nga. Tác giả cho rằng, trong bối cảnh của công cuộc đốt lò, sau khi hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị cách chức, ông Chính được cho là đã trải qua một buổi tự phê bình và được tiếp tục giữ chức. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính và em gái mưa Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nhưng có thể nói, điều thực sự đã cứu ông không phải sự vô tội của ông, mà là việc thiếu một người thay thế rõ ràng. Không ai trong số các phó thủ tướng mới là ủy viên Bộ Chính trị và có một sự thiếu hụt tổng thể về kinh nghiệm quản lý kinh tế trong cơ quan nắm quyền ra quyết định tối cao nhất ở Việt Nam. Tác giả nhận định rằng, phiên tòa xét xử bà Nhàn có thể là một nỗ lực mới nhằm làm suy yếu Thủ tướng Chính khi cuộc đua vào các vị trí lãnh đạo đang nóng lên trước kỳ đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Tác giả phân tích, Bộ Chính trị tiếp tục chỉ có 17 thành viên vì cả hai hội nghị trung ương lần thứ 7 và thứ 8 đã không đạt được đủ sự đồng thuận để bầu các ủy viên mới sau khi hạ bệ các ông Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc. Trong khi đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp tục vũ khí hóa một cách hiệu quả bộ đầy đủ quyền lực của mình để điều tra và vô hiệu hóa các đối thủ chính trị. Tuy nhiên, việc hạ bệ hai phó thủ tướng và chủ tịch nước đã dẫn tới những câu hỏi về sự ổn định chính trị, một trong những điểm mạnh cơ bản của Việt Nam. Như vậy, tác giả kết luận, chiến dịch đốt lò dường như không còn hướng mục tiêu vào các quan chức cao cấp, mà thay vào đó là những người được họ bảo trợ, gia đình, đối tác làm ăn, với hy vọng rằng sẽ mang đến những bằng chứng buộc tội. Cách tiếp cận gián tiếp này ít tạo ra tin tức giật gân hơn, nhưng là chìa khóa để hiểu những diễn biến, điều động phía sau hậu trường. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công cuộc đốt lò chuyển hướng mục tiêu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.